chúc em hiền về đây duyên mẹ bằng lắm nhiêu này em cũng lẻ mau chân. Dù em xa hay đó ở gần, hai cũng được kim ngân tặng cho em tên Mỹ. Mỹ Lý ơi, tu thì nhớ kỹ, phải dung hòa mới tỷ thí kỳ ba. Tặng cho em câu đó đậm đà tình thương mãi ta bà muôn vạn kiếp. Chúc cho em từ đây tu tiếp mà chờ đợi mẹ cha ban phúc lộc sang giàu. Mình chúng đây vẫn má đào, chị đây cũng hát dây nào lời trao. Tặng cho em hiền tu tiên về quê với mẹ, giờ đến nơi đây là chân mau lẹ bước về triều. Hoàng cũng miếu mẹ thiên y, nay về thập tứ ngày ni trăm ba này. Nhâm dần em đến nơi đây, chị khuyên em nhé, chiều nay nhớ về. Về đấy có cội bồ đề, không có thì về ba cội bằng lăng. Thương nhau xin em giữ đạo hằng, chỉ đây tặng một điện lằn linh quang. Chúc em muôn ngàn từ đây lộc mẹ ban, tỷ đây trao em hiền mấy lời pháp văn kỳ niên. Nay có duyên nơi này miêu bằng lăng, chỉ đây tăng một bài em hiền ngoan. Chúc em tu hiền mau về quê trở về miếu ni, mẹ bằng lòng đây mẹ là thiên y. Thôi về nơi chốn cung di buổi chiều đêm tối, chị cũng tặng em mấy câu nói nơi này. Chúc em năm mới sum vầy, gia đình hạnh phúc năm này an khang. Chúc cho tất cả gia đàn nguyện gia cũng được bình an tu hiền. Tu rồi ta có lộc tiền, mẹ ban mẹ thưởng con hiền hồi quy. Chúc em đắc đạo vô vi, kỳ thi của mẹ tâm linh chiếu nhòa. Còn chỉ đây khúc hát đưa đò, tặng cho em đó mấy lời dặn dò hôm nay. Đêm đêm chị cung bài khai, tặng cho em mỹ lý học ngay chữ hiền. Tạo phước điền ta sống được lâu niên, đắc đạo tiên mẫu hiền chiều ghe mừng chót. Chúc cho em tu hiền mà còn sống sót, thoát khỏi dịch Covid để tu hiền. Tu rồi ta được mẹ thiên, tình thương của mẫu chèo thuyền rước đưa. Chị đây cũng giữ mối dưa, chúc em đi phải đi thưa địa trình. Rồi đẩy đến được cung đình, mẹ thương mẹ đổ em hiền chung quy. Mình đây không có tôn ti, mà đây không dĩ kỷ mà tự bi để lòng. Mình đây chung phận má hồng, chị em gánh giáp gia đàn đó nha. Thôi thì chị tặng lời ca, chúc em thảnh thơi mùa màng bội thu. Dạ, đưa Phật, cảm ơn chị. Dạ, Phật. Cảm ơn chị. Rồi em, tên gì, nói họ gì mới được, có biết đường ca, chứ không nói không biết đường ca từ đâu. Nguyễn Thị Mùi. Không thấy tên chị Nhung. Nhung. Nguyễn Gia tên đó Thị Nhung. Em hiền cũng được về cung mẫu bà. Thôi thì chỉ tặng lời ca cho em mấy chữ kỳ ba nơi này. Chúc em nhớ nhớ như vậy, làm dấu hiếu thảo mẹ thầy mến thương. Chớ đừng dở dở ương ương, mẹ không thương đó cô nương không dâu hiền. Thôi thì em đó phải tu mới hiền,
chứ không tu hiền mẹ chẳng thương đâu. Còn em bốn phận làm dâu phải thương chồng của mình đây đó nào. Dính dường ta được tu mau đạo đệ chứng đắc kỳ sao hướng hồi. Vợ chồng nhường nhịn với nhau, tu thì thuận thảo phước đầy lộc cao. Tu rồi ta đặng sang giàu, cả nhà hướng được một mùa xuân thanh bình. Hay quá, không có lỗ tai gì đà Phật. Ca hay tại vì không, vậy được rồi, nhịn nhường sống được rồi. Gia đình cũng khá giả rồi, đâu có nghèo khổ gì nữa đâu. Ráng làm đi nuôi con. Có đâu. Giờ chỉ sống, mình sống là sống chân thật. Thương yêu cha mẹ, kính yêu ông bà cô bác. Chứ tu gì giờ. Tôi cũng nhiều đó đó, tôi không biết làm gì chứ. Người ta tu, người ta mặc áo bà ba đô sống quần đá nem. Tôi xí soạn thấy ghê, tèm lem tút lút. Ăn diện thấy ớn, nhìn giống cà chớn thấy ghê. Nhưng mà cũng phải làm cái tuồng. Mình làm đạo hát mà mình cũng phải gán chứ. Em còn em mặc áo xanh như ý luôn. Em hỏi gì tên gì? Em tên Duyên Lâm thì gì? Lâm. Lâm là cháu của ông như nào ta? Con có ông nào đây không biết, họ Lâm này. Lâm là rừng ha. Duyên mình này tu nè, trong rừng này chắc là ông này cũng đắc đạo rồi đó. Lâm thì nhiên là rừng tự nhiên. Rừng này chắc cay lắm á. Lâm gia em đã hiện thân, nơi này kỳ ba duyên đây đó là chung kết kỳ ba em về. Về đây không cội bồ đề, về đây chỉ có ba cây. Bằng lăng sư sư qua tìm mẫu hiền đợi trong. Em đây mặc áo xanh xanh, nay áo vàng vàng anh. Cùng đây ngồi kể áo xanh áo vàng. Cầu cho chúc cho cô nàng từ đây nhớ hiếu trung, giữ gìn tánh nết đầm thầm, công dung ngôn hạnh em phải dồi trao. Chúc cho em đạt điểm 10 ngày sao mẹ thương ban, ăn nói dịu dàng đầm thắm đoan trang thục hiền. Mình là thục nữ ăn nói dễ thương, hôm nay trở lại miếu này bằng lăng chỉ mến thương. Áo này áo xanh xanh ngọc mẹ ban nàng, một màu ngọc bích xanh xanh. Còn chỉ đây áo vàng màu vàng thiên anh mẹ đổ nam bang, tiếng ca vang dội đất trời nam bang nội tố quy tông. Giống hồng lạc mông chỉ không để trong lòng, sân si chất chứa tật đố cũng không. Chị đây xin nguyện mẹ bồng về quê em ơi em. Áo vàng màu vàng anh là thiên thanh của Phật bà, mình đây mực chiếc áo vàng thiên thai. Chị nói đây cho em hiền hỏi, hỏi rằng tình duyên em có hay không. Chắc là từ lâu tay bế tay bồng, tay chèo gánh gồng gia phá bên chồng phải không. Gánh dài nó nặng bế bồng đàn con cũng khổ đau, biết giờ làm sao. Số phận do trời, nghiệp mình đã tạo nay trả em ơi. Nói thôi như vậy em đừng buồn nghe em khóc chi đau. Thôi thì trả mau, trả hết cho em rồi. Từ đây em nhớ tu hiền thêm đi, sửa tâm hoan hiền gặp bà mẫu nghi mẹ ở cung gì.
nay là một đề thi tặng cho em hiền phúc điền hiếu thảo chữ làm dâu. Làm dâu hiếu đạo nhưng mà hổng thương dơ dở ương ương. Mẹ chồng hổng thương, em nhớ mình thiếu hạnh thì phải làm. Tập thêm nhịn nữa nhẫn luôn không buông thì là được vui sống thánh thơi. Trả nghiệp em ơi, ráng trả cái nghiệp đời. Trần gian một kiếp mấy lời điếc tai, mắng ai em hiền nói hoài cù nhây ai biết ai hay. Đó đời này đây, ráng tu em hiền, dù cho lắm cánh khổ dưng chiên. Nhân duyên gặp chị cô nàng ca tên đó Kim Ngân, nói hoài giống dần lân, thôi thì nói cho ít dần. Chữ nhân chữ nghĩa trong tỉa mâu ni, sân si không chứa đựng thì lòng ta cũng thánh thơi. Tay chèo tay bơi lái qua sông đời, em ơi phải nhớ tu hiền thì từ bi. Sân si chứa đặng trong lòng lâu niên nó cũng nổ tung, thôi thì mình tu thì ung dung, không cõi cung bồ đề, chỉ đây làm hề hát sướng ca vui. Không tha tôi như bạn để lòng làm chi nước mắt lệ rơi. Thôi thì em ơi học chữ nhân từ, đừng khinh cười ghét em nhỏ áo xanh, thấy đây cũng chạnh lòng thương dân dương. Có một tình thương dân tặng cho đời, chị đây thương hết tất cả em hiện đây, chứ không có thương một người nào đâu ở thế gian. Em nào hiền ngoan chị hứa đàng hoàng, sau này đắc đạo cung hoàng mẹ ban. Nếu em nào ngoan sống được đời, thương ơn mẹ thương trăm cây. Thôi thì từ đây làm dâu ngoan hiền, hiếu trung cũng ráng tạo phước dựng nếu. Tu hiền mới đặng đắc ngày sau, dâu tháo dâu ngoan tên đề chẳng hổ mang. Quan Âm phong thần mẹ về nguồn chót độ đời thế gian, còn chị đây bầu bạn với dầu tình lang xứ xế hổ mang. Thôi thì Nam Bang có một cô nàng, tiếng đồn vang dội khắp mạng YouTube, Kim Ngân hát dạo tặng đời kỳ ba khúc hát Nam ca. Thôi thì em à, em ơi em à, ráng tu tinh tấn em hiền nhớ nha. Chỉ đây tặng một bài ca em thứ tha. Tu hiền thì gặp mẹ cha, tu thì phải hiền, phước điền tạo dựng sống đặng lâu niên. Tặng cho em dài mấy bài thì thơ nay cũng nhân duyên. Thôi thì chữ nhân đầu tiên em nhớ hoàng hiền, học xong chữ nhân phước điền tạo gây, em đi lễ mẹ vào tấu tấu đi. Thôi thì mẹ cũng quyền di, tại miếu bằng lăng này là một đề thi của mẹ em biết không em. Gói nem em nhớ dính thôi từ từ đây nhắn nhìn cho quen. Nhìn là nó qua, bao nhiêu được rồi. Chị ba, chị thấu hiểu rồi, đâu cần phải nói nhiều. Nhắn thanh hoàng chị. Tên đẹp dữ vậy. Họ Nguyễn nữa ha, gốc họ Nguyễn. Chữ thanh là trong sạch, chữ hoàng là trong cái hoàng triều.
Ngày xưa chắc cũng tướng quan trong hoàng triều Nguyễn, hồi đời vua Nguyễn Gia Long là ông Nguyễn Phúc Ánh đó, ông lấy hiệu là Gia Long, ở về bến Ngự Cây Gia đó, có dòm nước sấy đó, qua đó lại ông đi, ông cho tiền thiệt chứ, không có nó chơi đâu, qua lại nghề dỗ của ông đi, ông thưởng lộc cho nước sấy, dòm nước sấy bên Sa Đéc đó, có bến Ngự Cây Gia, cây da bự to lớn lắm, tàn phủ che vậy đó, lại ông đi, ông cũng có công đất nước mà. Họ đặng riêng à, ổng là Nguyễn Phúc Ánh là riêng á, đời đế Dương đó tới 13 đời nhà Nguyễn đó, tới đời ông Thiệu Trị, ông Bảo Đại đó là hết đời vua luôn á, mất luôn ngôi chân á, đâu có còn mà phê chiếu bút nữa đâu, sau này là chỉ có chủ tịch thôi, chủ tịch nước Bác Hồ Chí Minh nó cũng chủ tịch chứ đâu được Dương đâu, tại vì mất rồi, mất là vua, mất hết rồi, tại vì trong khi ngày xưa là 18 đời vua Hùng Vương dựng nước, sau này còn lại triều Nguyễn chỉ có 13 đời. Đời Trần, đời Lý, đời Lê cũng có nhưng ít hơn cái triều Nguyễn. Triều Nguyễn được lâu dài hơn. Bên ta mới nói là Lê Trào Nguyễn Chúa đó. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.